bác cứ liên hệ cho em trực tiếp qua hai số điện thoại này, em sẽ lấy tên và địa chỉ, em sẽ gửi hàng tận nơi cho các bác nha. Thời gian giao hàng thì khoảng 2-3 ngày gì đó hàng sẽ tới và nhân viên sẽ gọi cho các bác nha. Và đây là những bộ dây mic, đây đã có hàng cho các bác rồi nha. Dây mic thì đợt này em nhập về là 6m cho các bác là thoải mái cắm và mình xài trong gia đình, nó khỏi phải sợ thiếu. Tại vì phòng khách thường thường nó cũng khá là xa, cách xa so với dàn âm thanh, nên là 6m thì em cảm thấy rất là vô tư để chúng ta hát. Dây thì dây bãi của Nhật nha các bác, dây Canred xịn và đầu rất Rexoli, đây là đầu cắm vào tay mic nha. Các bác sắm những bộ này, các bác xài thì bảo hành cho các bác là thiên thu luôn. Đấy. Xài mãi mãi luôn, không bao giờ bị oxy hóa như những cái dây ở thị trường. Những cái dây ở thị trường vài chục ngàn dây bán ở những cái tiệm tạp hóa thì các bác không xài nó cũng hư. Tại vì nó không phải là đồng nguyên chất, nó không phải là sử dụng những gì gọi là nguyên chất, nó được trộn pha nên là không dùng nó cũng oxy hóa. Nhưng những dòng dây của Nhật này thì chất lượng nó hàng đầu, nó đạt tiêu chuẩn và các bác xài thiên thu luôn nha các bác. Đấy, những sắm bộ này, một bộ thì em đang phân phối giá là 500.000 là bao gồm phí ship nha các bác. Có thấy đầu rack Nutrix xịn sò nha và đầu rack kém 6 ly màu vàng, dài 6m, giá 500.000 nha. Lần này em về khá nhiều để phục vụ các bác nha. Dây mic là 500.000 một bộ nha các bác. Có thấy đầu rack này kém là chắc nịch luôn, khỏi sợ là đứt hay là gãy nha. Rồi, và đi đến những dòng benden đó luôn nha các bác. Và đây là dòng dây benden ba lăng nha các bác, ba lăng ra ba lăng, đồng giá là 300.000 nha các bác. Đây là dòng dây xịn sò Nhật, ngon mà giá hợp lý. Em đã phân phối là giá 300.000 để các bác chơi ba lăng nha, và ba lăng cái ra 6 ly để các bác kém vào những con đẩy hoặc là kém vào những thiết bị. Cái có nghĩa là nó có lỗ nha các bác. Đấy, anh em thường gọi là cái đực đấy. Ba lăng cái ra 6 ly và ba lăng cái ra ba lăng đực và ba lăng cái ra AV để các bác kém từ con vang hoặc là những thiết bị CD nó có ba lăng này là kém xuống âm ly. Thường thường thì các bác thường dùng là vang xuống âm ly hoặc là những thiết bị giải mã AV và AV nha các bác. Đây là dây AV bông sen, đồng giá là 300.000 đã bao gồm phí ship nha các bác. Rồi, tiếp theo dòng dây AV nó tầm cao hơn một tí, đó là dòng dây Pháp mà em vẫn phân phối cho các bác, đó là dòng Tambin, dòng Pro. Dòng này thì nghe bên cối hay là nghe nhạc cổ rất là hay nha.